Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel của mình. Và bây giờ đó là 1 giờ khuya rồi và mình vẫn còn ngồi đây quay video cho các bạn. Và video bây giờ mình quay nó sẽ là tạo một cái project React Native bằng cái tool chính hãng của Facebook. Đó là React Native là giả sử mình giả bộ như là các bạn đã hoàn thành hết các bước install dependency này, Java development, kit Android development, cái kiểu rồi đó, thì bây giờ mình sẽ làm từ cái bước mà gọi là create a new application. Ok, rồi bắt trước nó vô ở lệnh thôi, npx react native init my React project enter. Rồi sau khi enter xong mình có thể đi uống một ly cà phê rồi dò tờ giấy số, biết đâu thành tỷ phú trước khi viết app. Rất là lâu. Rồi nó báo lỗi kìa mấy bạn. My React project not a valid name for project. Ok. Vậy thì mình sẽ viết qua My React project. Ở video trước thì mình đã demo cái việc là tạo project bằng Expo rồi đúng không? Thì bây giờ mình tạo bằng cái React Native lên. Thử xem là hai cái đó nó khác nhau nhiều không? Cái cách nó run, cách nó chạy có khác gì nhau hay không? Rồi, đang downloading template. Installing dependencies. Lâu lâu mới có thời gian ngồi làm video cho các bạn. Tranh thủ làm 1 giờ khuya rồi chưa ngủ. Hai mắt lờ đờ, hai mắt díp luôn. Này, installing CocoaBot dependency có thể mất vài phút. Mấy khúc này, lâu lâu này nhờ các bạn editor tua nhanh qua hết, khúc nào ngồi lâu lâu là tua qua hết xíu. Rồi bây giờ đầu tiên là mình mở cái project lên mình coi thử đã ha, coi nó có cái gì trong đó. Rồi, nhìn thì nó cũng như, tương tự như cái thằng Expo kia thôi. Tại vì cơ bản là nó đều là React Native như nhau cả mà. À, thì nó cũng giống nhau hết thôi. Cũng có thêm một Android chứa support code Native Android, support code Native iOS, Node Module, File Index. À, rồi cái app. Đây thì nó báo là cái annotation này chỉ sử dụng cho những cái file TypeScript thôi. Mình bỏ đây.
xóa cái đó đi. Ừ. Mình sẽ không sử dụng password. Rồi, trong cái bucket session này cũng là những cái dependency. Và ở đây các bạn rõ ràng các bạn thấy là cái dependency nó ít hơn nhiều so với mình dùng nãy mình tạo project bằng cái thằng expo á. Thì cái thằng React Native này nó đơn thuần, nó là cái project bình thường, hoàn toàn bình thường, project mới tinh luôn, không có gì hết, không có một cái dependency nào sẵn trong này hết, mà cần thì các bạn phải tự đi install thêm. Đó, nó trống trơn luôn, nó chỉ có hai cái dependency là React và React Native thôi, hết. Rồi trong cái app.js này thì có nhiều hơn xíu, thì nó sẽ có cái set area view, có strong view, những cái style đó, có hơi nhiều xíu thôi. Rồi rồi bây giờ để mà chạy cái project này thì mình sẽ dùng cái lệnh là npm run. Mình chạy trên máy ảo iOS, mình sẽ chạy iOS ha. Nếu các bạn muốn chạy trên trên Android thì máy ảo Android thì các bạn bật máy ảo Android lên, hoặc là cắm một cái máy thật vô cũng được. Sau đó bạn chạy npm run Android thì nó sẽ chạy lên trên đó ha. Như mình đã nói rồi đó, máy yếu quá không có chạy một lúc được hai cái máy ảo, nên là chỉ có thể chạy trên một cái máy ảo iOS thôi. Đây là máy ảo iOS của mình đó. Rồi mình có enter. Rồi nó bắt đầu nó build app nè. Đấy, cái quá trình này là cực kỳ lâu. Này bạn đang tô bị gió cũng được, đừng nói tới uống ly cà phê. Đây, cái đoạn này để nhờ các bạn editor tu 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 qua lại đây chứ, nguyên cái video chứ gõ có hai ba cái lệnh, còn ai ngồi coi không, coi nó view app không. Như áp 10 phút chán luôn. Sao cố lên, thì mục tiêu kiếm vài trăm tỷ. Thật ra cái việc build app này nó sẽ chỉ chậm ở cái lúc lần đầu tiên mình build cái app lên, còn những lần sau thì cái code mình nó được hot reload, mình sửa nó đi reload, mình sửa đi reload lại rất là nhanh. Nó chậm lần đầu. Lần đầu tiên lúc nào cũng đau đớn. Từ từ thì mới thấy sướng được. Lúc nãy ở bên cái lúc mà mình làm cái video về expo á, thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là expo stack. Đúng không? Rồi, bên này thì mình lại dùng dùng cái lệnh là npm run ios trên Android. Thì bên expo mình cũng hoàn toàn có thể dùng cái lệnh này mình chạy được nha, mà nó cũng sẽ chạy y như vậy, nó sẽ build app như thế này, y chang luôn, không khác gì. Còn khi mà mình tạo project bằng cái thằng React Native Client đó, thì mình không có chạy cái lệnh expo được, tại vì nó không hỗ trợ, nó đơn thuần là nó không có gì hết như các bạn thấy nè, chỉ có React Native hết, đâu có gì khác đâu mà hỗ trợ chạy mấy cái expo này kia, chỉ có vậy thôi. Rồi
và cái máy mình thì nó tương đối là nó yếu, nên là mấy cái lúc mà build cái này hết RAM, bật cái OBS, bật cái máy ảo, chạy thêm mấy cái tab Chrome, bật thêm cái VS Code, hết RAM, chạy không nổi. Rồi nó sẽ bật ra một cái macro coi như thế này. Đấy, là cũng sắp xong rồi đó. Rồi nó báo mình là build thành công rồi nè. Ok, nó đang cài lên máy ảo rồi, nó cài lên máy ảo thành công luôn. Bật cái máy ảo mình lên coi, bật cái máy ảo lên rồi. Rồi nó đang load cái bình đồ lên. Lạnh quá, sổ mũi bình thường thôi nha các bạn, không phải cái ấy đâu nha. Rồi rồi đây là cái app của mình khi mà nó chạy lên nè, thì nó hiển thị ra những cái component của mình đó, đó đó. Cái UI ở đây nó sẽ hiển thị ra được như thế này đây, nó là đây là Shape Area View nè đó. Đối với những cái iPhone nó có cái vai thỏ thì nó cần cái Shape Area View ha. Rồi nó có Stone View, trong Stone View nó có cái header, những cái view, những cái text trong này đó. Thì nó nói nè, nếu mà muốn debug thì bấm cầm cầm Ctrl cầm băng D nè, D này. Hoặc là lắc lắc máy ảo thì mình đâu có lắc được, để giờ mình cầm cái máy lên mình lắc 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 đúng không? Thì mình chỉ có thể bấm cầm băng D thôi đó. Muốn muốn reload thì bấm cầm băng R đấy. Bây giờ ví dụ như mình muốn sửa một cái gì đó đây, step 1 mình muốn sửa một mình coi nó thay đổi đó, nó là màu một này cho mình nè, cũng như nãy thôi, không khác gì hết ha. Thì bất đấy, thì cái máy ảo của mình nó cũng lên đây là bị bất đó. Đó. Nó reload ngay lập tức cho mình, nó thay đổi trong cái code của mình, nó được load lên ngay lập tức. Mình sẽ có những cái trường hợp thay đổi mà nó không tự động reload được thì mình bấm cầm băng R thôi, băng R để cho nó đi reload ha. Và cái lệnh này nó không được nhạy vậy nè. Còn không là mình sẽ bật cái metro lên, bấm R này thì nó sẽ nhanh hơn, thì nó cũng tương tự thôi. Bây giờ tôi bấm cầm nghe ra được rồi đó, không hiểu sao mà tôi phải đấy, phải đấy, nó chạy đấy. Thì bên này là nó sẽ lắp ra cho mình, lắp cái thông tin ra cho mình ha. Đó thì cái việc nó cũng rất là đơn giản rồi đúng không? Cũng như cái kia thôi. Còn cái khác là gì? Cái khác là nãy cái app mình nó chạy trong cái expo, một cái ứng dụng expo, mà nếu mà mình chạy expo stack á thì nó cài đặt cái ứng dụng expo, sau đó nó cái ứng dụng của mình được chạy ở trên cái ứng dụng expo này, như là ứng dụng của mình nó chạy chạy bên trên một cái ứng dụng khác. Chứ nó ví dụ ứng dụng expo nó load ứng dụng mình lên nó hiển thị, chứ không phải là bản cái code mình không phải là ứng dụng riêng biệt. Còn còn khi mà mình chạy cái em run AMS của mình á, em run đó, thì nó cài đặt cái code của mình là thành cái app luôn đó, chứ không phải là nó chạy trên nền cái ứng dụng khác. Nè, cái đó là cái sự khác biệt của cái chỗ mình chạy Expo Stack và cái lệnh em run của mình. Nó thì nó chỉ khác nhau vậy thôi, còn lại thì những cái thứ khác thì nó hoàn toàn nó giống nhau, tương thích với nhau hết. Rồi vậy thì cái video này mình chỉ cái hướng dẫn các bạn tới đây thôi ha. Còn
Ở những video sau mình sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cách mà mình style một cái component rồi AMC gì đó, nhiều thứ khác hơn, rất là nhiều thứ ha. Vì về React Native thì rất là nhiều thứ để nói ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp. Nếu mà thấy hay thì nhớ cho mình like, subscribe, comment, share rồi giới thiệu bạn bè, donate cho mình cái kiểu nha. Sẽ gì đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại video kế tiếp.